Đây là bình đun nước thần tốc nhá, bấm cái là ra nước ngay này. Đấy, sôi nước sau 2 giây. Đấy, để thẳng ở bên luôn. Đấy, không cần gì phải ấy gì nữa. Tức là đêm muốn uống một tí nước nóng là có ngay. Dùng cho tất cả cái này là sôi này. Một tí nước lạnh là có nước nóng. Chứ không phải đun cái này cả đêm. Đây là nhà doanh nghiệp Vũ Văn Toản tại Quan Khê, huyện Hồng Thanh, Hải Dương đã sử dụng chiếc bình đun nước nóng thần tốc của quả lợn. Rất là tiện dụng nhau. Bình đun nước thần tốc ASEA công nghệ thạch anh nano của Đức với những tính năng tác dụng nhanh thần tốc, sôi nước sau 2 giây, siêu sạch, đun nước sôi bằng ống tinh thể thạch anh nano phi kim loại, khử trùng kỹ lưỡng trong quá trình làm nóng tức thì. Sản phẩm này khắc phục được các nhược điểm của máy đun nước truyền thống như mất nhiều thời gian, nhiệt độ nóng thấp, sôi nặng, nóng cạn và các chất kim loại khác. Siêu tiết kiệm điện giảm 50% công suất so với các máy đun nước truyền thống giữ nhiệt khác. Siêu an toàn, hệ thống tự động ngắt điện tức thì khi hết nước, quá tải, ổ cắm điện tiếp xúc không tốt. Siêu bền, tự động cắt điện 100% trong trạng thái chờ khi không lấy nước. Tất cả các thành phần trong sản phẩm này hoàn toàn tuân thủ theo các tiêu chuẩn liên quan tới nước uống và được kiểm định đo lường theo tiêu chuẩn khoa học Việt Nam TCKHNV kiểm định đo lường. Trung tâm giám định và chứng nhận quy hợp Vietsan đánh giá chứng nhận phù hợp quy chuẩn Việt Nam QCVN4 2009 Bộ Khoa học Công nghệ. Phương thức chứng nhận phương thức 5 theo thông tư 24.2012 TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ bảo hành 12 tháng đổi mới khi lỗi kỹ thuật, giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Cơ sở liên lợi điện thoại 0972 171 957.